Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ năm, ngày 2 tháng 9 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những tin đáng chú ý sau đây. Nhân dân Lâm Đồng đón một cái Tết độc lập đặc biệt nhất. Hơn 135.000 người dân Lâm Đồng đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Lâm Đồng ngày thứ hai không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Tinh thần tình nguyện vì cộng đồng của các bạn đoàn viên thanh niên qua mô hình đi chợ giúp bạn. Thiêng liêng của ngày Tết độc lập và tinh thần đoàn kết dân tộc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bạn, ngày hôm nay chúng ta vinh dự và tự hào kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh thiêng liêng 2 tháng 9. Trong tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam, tinh thần của ngày Quốc khánh 2 tháng 9 luôn đời đời bất diệt. Sau cách mạng tháng 8, ngày 2 tháng 9 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh và chính phủ lâm thời làm lễ ra mắt quốc dân tại vườn hoa Ba Đình, Hà Nội. Hàng chục vạn đồng bào Hà Nội và các tỉnh lân cận tập hợp ở vườn hoa Ba Đình để nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập. Người vô cùng tự hào thay mặt quốc dân đồng bào tuyên bố: Chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trân trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Từ đó, ngày 2 tháng 9 trở thành ngày hội độc lập, ngày quốc khánh của dân tộc ta. Như vậy, độc lập, tự do, tư tưởng cách mạng chủ yếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh được phát thảo trong cương lĩnh đầu tiên của Đảng tháng 2 1930 là mục tiêu đấu tranh trực tiếp của Mặt trận Việt Minh năm 1941 và của Đại hội đại biểu quốc dân Tân Trào tháng 8 năm 1945 đã thành hiện thực bằng sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2 tháng 9 1945, mở ra một trang sử mới trong lịch sử dân tộc, độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Năm nay, cả đất nước nói chung và Lâm Đồng nói riêng đón một cái Tết độc lập đặc biệt nhất trong lịch sử 76 năm qua. Một Tết độc lập trong bối cảnh cả nước và thế giới đang phải gồng mình đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Vì vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta lại thấy trào dâng một niềm tự hào dân tộc, một tinh thần hy sinh, dám xả thân vì nghĩa lớn của mỗi người con đất Việt. 76 năm trước, cha ông ta đã hy sinh để giành nền độc lập cho dân tộc. Ngày nay, thế hệ trẻ chúng ta sẵn sàng hy sinh vì sự an toàn cho nhân dân trước đại dịch. Anh Trần Thanh, một bác sĩ chuyên khoa 1, Bệnh viện Phục hồi chức năng Lâm Đồng. Dù biết rõ những hy sinh mất mát và những áp lực mà các bác sĩ vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh phải trải qua trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư này, nhưng anh và các bác sĩ điều dưỡng khác của Lâm Đồng vẫn sẵn sàng lên đường về với vùng dịch để cùng chia sẻ những vất vả với đồng nghiệp nhằm góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh. Và không chỉ ngành y mà trong thời gian qua, nhiều lực lượng trong tuyến đầu chống dịch đã không quản ngại ngày đêm, luôn song pha trên trận tuyến, hy sinh tất cả thời gian, sức lực và chút thảnh thơi, ấm cúng ít ỏi của mình bên gia đình, người thân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bởi hơn ai hết, họ mang trong mình niềm tự hào, đức hy sinh vì nghĩa đồng bào. Tiếp nối cái truyền thống của cha ông, chúng tôi cán bộ chiến sĩ thì cũng hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ tham gia được công tác về thành phố Hồ Chí Minh tăng cường chi viện để phòng chống dịch. Để góp phần sức lực nhỏ bé để đẩy lùi dịch bệnh cùng với đất nước, đem lại sự bình yên cho đất nước. Khó khăn gian khổ về nhiệm vụ, nhưng mà chúng tôi đã sẵn sàng với cái tinh thần cũng như là kiến thức được trang bị. Chúng tôi sẽ lên đường nhận nhiệm vụ và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Chúng ta đã hy sinh, đã vượt qua bao khó khăn, thử thách, hy sinh xương máu để giành lại độc lập cho dân tộc. Chúng tôi là chiến sĩ trẻ trong lực lượng công an nhân dân, đang phục vụ nhân dân trong thời bình. Tôi thấy trong giai đoạn hiện nay, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp,
là lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch, luôn hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng trường hợp. Chắc hẳn trong chúng ta không ai không tự hào xúc động khi nhìn lại hình ảnh những đoàn người khí thế duyệt binh tại quảng trường Ba Đình trong buổi lễ tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945. Họ đã trải qua bao hy sinh mất mát máu xương để giành độc lập dân tộc. Rồi những hình ảnh cờ hoa trong niềm reo vui vỡ hòa, xen lẫn nước mắt của cả đồng bào Việt Nam trong ngày quốc khánh. Một lần nữa, cảm xúc rưng rưng xúc động này lại diễn ra khi chúng ta chứng kiến những đoàn y bác sĩ lên đường, cả những đoàn quân xung phong vào trận chiến với dịch bệnh. Có người đã bỏ lại sau lưng thanh xuân và gia đình để dành sự sống cho từng bệnh nhân. Đây thực sự là một tinh thần rất Việt Nam để mỗi chúng ta trân trọng, tri ân. Nhìn lại những cái hình ảnh hào hùng của cách mạng tháng 8 và bây giờ nhìn lại thì những cái dòng người cũng tiếp tục lên đường thì rất là xúc động. Đến khi đất nước cần thì anh em vẫn sẵn sàng lên đường. Tinh thần hết sức là Việt Nam. Nhưng mà chúng tôi cho rằng từ lời kêu gọi của Tổng Bí Thư, rồi những cái lời kêu gọi của Thủ tướng, của Chủ tịch nước và những hình ảnh mà rất xúc động thì nó làm lay động cái lòng người. Và nó làm cái con tim Việt Nam nó bật dậy, cái dòng máu Việt Nam nó bật dậy và nó sôi sục lên và có thể là sẵn sàng chấp nhận hy sinh để mà tiến về phía trước. Tin rằng với khí thế này thì chắc chắn là chúng ta sẽ chiến thắng được đại dịch và tiếp tục là thực hiện được cái nhiệm vụ kép là vừa chống dịch và vừa duy trì được phát triển sản xuất tốt. Hàng năm vào những ngày này thì cả nước nói chung và ở địa phương nói riêng thì đều rộn ràng có những cái kỷ niệm cho ngày quốc khánh ngày 2 tháng 9. Tuy nhiên năm nay thì do tình hình thực tế hiện đại thì dịch bệnh diễn biến đang rất là phức tạp thì đảng bộ, chính quyền địa phương và nhân dân phường 9 cũng đang dốc toàn lực tập trung cho công tác chăm sóc sức khỏe của cộng đồng cũng như công tác thiện nguyện và chính sách hỗ trợ cho người lao động tự do mất việc làm do đại dịch COVID-19. Theo đó thì đảng bộ, chính quyền địa phương cũng đã có những ghi nhận của những nỗ lực đóng góp của các anh em tuyến đầu, nhất là đội ngũ cán bộ y tế, công an, dân quân trong công tác phòng chống dịch đã không quản ngại ngày đêm, nắng mưa để thực hiện công tác truy vết và phòng chống dịch. Và những nỗ lực thầm lặng đó cũng là một hiệu ứng lan tỏa và là tạo được một cái sự sức mạnh trong nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh. Mỗi chiến thắng đều trải qua những hy sinh, đau thương và mất mát mới đến bờ vinh quang. Dân tộc ta đã kiên gan chống lại ách đô hộ của bọn thực dân đế quốc với sự đánh đổi máu xương, công sức của bao thế hệ cha ông để giành độc lập dân tộc, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945. 76 năm trôi qua, con người Việt Nam tiếp tục phấn đấu hy sinh dựng xây đất nước, đạt được những thành quả đáng tự hào như ngày hôm nay. Để bảo vệ những thành quả đáng tự hào đó và trước thách thức của dịch bệnh COVID-19 hiện nay, cần hơn nữa sự đoàn kết, đức hy sinh, xông pha trên mọi mặt trận, để Việt Nam một lần nữa chiến thắng, một lần nữa tự hào tinh thần Việt Nam quật khởi, kiên cường. Thông qua mô hình đi chợ giúp bạn đã cho thấy tinh thần tình nguyện vì cộng đồng của các bạn đoàn viên thanh niên qua những việc làm rất nhỏ nhưng thấm đẫm tình người. Là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay. Theo thống kê của Sở Y tế Lâm Đồng, tính đến ngày hôm qua 1 tháng 9, tỉnh Lâm Đồng đã tiêm vaccine phòng COVID-19 được cho 135.013 người trên địa bàn toàn tỉnh. Cụ thể, mũi 1 đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 105.373 người, mũi 2 đã tiêm được 29.640 người. Tổng số vaccine COVID-19 được Bộ Y tế cấp cho tỉnh Lâm Đồng đến thời điểm này là 130.860 liều vaccine, trong đó có 121.696 liều vaccine đã sử dụng. Số vaccine phòng COVID-19 còn lại đang tiếp tục được ngành Y tế Lâm Đồng triển khai theo kế hoạch đề ra. Hiện tỉnh Lâm Đồng đang triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 8 trên địa bàn toàn tỉnh, với nhiều đối tượng được tiêm, trong đó có lực lượng giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, công nhân khu công nghiệp, công ty, nhà máy xí nghiệp, tổ chức theo hình thức chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động trên địa bàn toàn tỉnh. Đợt 8 tiêm vaccine phòng COVID-19 sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng 9 năm 2021.
Theo lãnh đạo Sở Y tế Lâm Đồng, ngày hôm nay 2 tháng 9 là ngày thứ hai tỉnh Lâm Đồng không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Hiện toàn tỉnh đã có 167 trên 244 trường hợp bệnh nhân COVID-19 điều trị khỏi và ra viện. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đang thực hiện cách ly là 4.324 trường hợp, trong đó cách ly tại cơ sở y tế là 108 trường hợp, có 77 bệnh nhân COVID-19 đang cách ly điều trị. Cách ly tập trung là 1.214 trường hợp và cách ly tại nhà là 3.002 trường hợp. Theo lãnh đạo Sở Y tế Lâm Đồng, hiện nay các chùm ca bệnh mới xuất hiện gần đây như ở thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương hay công ty sợi ở thôn Phát Chi, xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt bước đầu đã được kiểm soát. Tuy nhiên, dịch COVID-19 diễn biến còn rất phức tạp, khó lường, lại xuất hiện biến chủng mới Delta. Vì vậy, người dân không được chủ quan, cần nêu cao cảnh giác và thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngày hôm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã đi thăm tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại hai chốt kiểm soát dịch COVID-19 và các tổ tự quản bảo vệ vùng xanh trên địa bàn huyện Di Linh. Tại hai chốt kiểm soát dịch COVID-19 xã Gia Bắc và Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm nhiệm vụ đã không quản ngại, khó khăn vất vả, phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nhiệm vụ được phân công, góp phần phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả nơi cửa ngõ ra vào huyện Di Linh. Thăm tổ tự quản bảo vệ vùng xanh tại thôn 4, 5, xã Đinh Trang Thượng và thôn Tân Nghĩa, xã Tân Nghĩa. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị địa phương cần phải phát huy tốt hơn nữa vai trò tổ tự quản ở các thôn cùng với chính quyền địa phương giữ vững vùng xanh an toàn, góp phần đẩy lùi dịch COVID-19. Tại đây, đoàn đã trao tặng hai chốt kiểm soát dịch xã Gia Bắc và Đinh Trang Thượng, tổ tự quản bảo vệ vùng xanh thôn 4, 5, xã Đinh Trang Thượng, thôn Tân Nghĩa, xã Tân Nghĩa, mỗi nơi 10 triệu đồng. Để giúp người dân Bình Dương vượt qua khó khăn do dịch bệnh, chiều ngày 1 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đà Lạt cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Đà Lạt đã chuyển 20 tấn rau củ để hỗ trợ giúp đỡ người dân tỉnh Bình Dương. Đây là số nông sản của địa phương do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Đà Lạt vận động, quyên góp từ các Phật tử, nhân dân trong và ngoài tỉnh. Thông qua Mặt trận Tổ quốc thành phố Đà Lạt, số hàng hóa này sẽ được chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để hỗ trợ cho người dân tại khu vực phong tỏa, khu cách ly. Được biết, sau thành phố Hồ Chí Minh thì Bình Dương là tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19. Ngoài ra, đây còn là địa phương tập trung nhiều khu cụm công nghiệp, thu hút khá đông lực lượng lao động từ các tỉnh thành khác về đây sinh sống làm việc. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên một bộ phận công nhân người lao động đời sống gặp rất nhiều khó khăn. Từ những sự hỗ trợ chia sẻ này sẽ phần nào giúp cho người dân gặp khó khăn có thêm động lực, điều kiện để vượt qua thời điểm khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đồng thời qua đó thể hiện nghĩa cử, tinh thần tương thân, tương ái, tình đoàn kết dân tộc trong những lúc khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, thấu hiểu những khó khăn trở ngại của những người đang cách ly tại các khu cách ly tập trung hay cách ly tại nhà nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ các vật dụng thiết yếu trong cuộc sống. Đoàn thanh niên của phường 9 thành phố Đà Lạt đã triển khai mô hình đi chợ giúp bạn. Sau thời gian dài triển khai, mô hình này đã phát huy hiệu quả tích cực và lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong dịch bệnh. Tổng hợp nhu cầu mua sắm các nhu yếu phẩm của 120 người đang cách ly tập trung tại khu cách ly Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh ở đường Lý Thường Kiệt, phường 9 thành phố Đà Lạt qua hệ thống tin nhắn Zalo. Thì các bạn đoàn viên này sẽ cắt cử phân chia nhau đi mua sắm các mặt hàng, cụ thể như mua rau củ tại chợ, mua các vật dụng tại các cửa hàng tạp hóa, hoặc đến tiệm thuốc tây mua các loại thuốc mà người cách ly cần. Khi gom đủ các mặt hàng, được các bạn trẻ phân chia từng bọc hàng theo số phòng, kèm theo giá tiền bàn giao cho nhân viên điều phối khu cách ly để giao hàng đến từng người. Công việc vất vả là thế, đòi hỏi sự kiên nhẫn tỉ mỉ. Nhưng được các bạn trẻ tình nguyện của đoàn thanh niên phường 9 Đà Lạt thực hiện đều đặn 2 ngày một lần suốt nửa tháng qua. Vào cái mùa dịch này đó, là mình được đóng góp một phần vào công sức của mình vào giúp đỡ tất cả các người dân đang chịu ảnh hưởng về dịch Covid này đó, thì em thấy mình đó là hỗ trợ hết mình nên là em tham gia với tinh thần là ở đâu mà có dịch bệnh thì ở đó cũng sẽ có thanh niên của bọn em ở đó. Với các tiểu thương buôn bán tại các chợ, các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn phường 9 Đà Lạt đã rất quen thuộc với hình ảnh màu áo xanh thanh niên đi chợ giúp những người đang cách ly phòng chống dịch COVID-19. Chính vì thương cảm khâm phục cho ý chí tình nguyện của các bạn trẻ,
mà mọi người đều đồng lòng ủng hộ và bán với mức giá ưu đãi nhất. Tôi bán hàng ở chợ Chi Năng thì thấy các chú ở đoàn thanh niên thì có mua của tôi là một ít số hàng để cứu trợ những người đi cách ly. Thì tôi cũng bán giá phải chăng để giúp đỡ cho các cô để vào ủng hộ cho các chú đi cách ly. Các chú cũng cứ phát huy như thế để cho những người cách ly cho nhanh được khỏi. Mô hình đi chợ giúp bạn được đoàn thanh niên phường 9 triển khai kể từ khi thành lập khu cách ly tập trung trên địa bàn phường, với hơn 10 đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia. Không chỉ phục vụ những người tại khu cách ly tập trung, mà các bạn đoàn viên thanh niên còn đi chợ giúp 30 hộ dân đang cách ly tại nhà trên địa bàn. Để đảm bảo hàng hóa nhu yếu phẩm cho các đối tượng thực hiện cách ly y tế, các bạn trẻ trong nhóm đã chia thời gian theo lịch trình cụ thể để không mua thiếu các mặt hàng cũng như đảm bảo thời gian giao hàng. Công việc tình nguyện đầy ý nghĩa của các bạn trẻ đã khiến những người đang thực hiện cách ly cảm thấy sức ấm lòng và yên tâm thực hiện cách ly. Nhiệm vụ của chúng em là hỗ trợ các bạn, các gia đình đang thực hiện cách ly, mua các nhu yếu phẩm cần thiết. Tụi em có một quy trình nhất định. Thứ nhất thì tụi em sẽ nhờ 4 bạn thuộc chi đoàn dân quân ở tuổi trẻ phường 9 đang thực hiện công tác trong khu cách ly. Các bạn đã sẽ tổng hợp lại các danh sách. Tụi em khuyến khích người dân là bán cho các hộ, các gia đình đang thực hiện cách ly. Thì người ta mua các mặt hàng với giá ưu đãi nhất để cho các hộ, các gia đình đang thực hiện cách ly yên tâm mà thực hiện các biện pháp chống dịch. Chủ yếu là những người trong khu cách ly là người dân ở Xuân Trường, Trạm Hành lên đây họ cách ly. Thì người nhà của họ và để gửi đồ ăn hàng ngày thì cũng khó. Chưa kể bên đó là trong đó là còn có những em bé nhỏ. Người ta cần những cái đồ hàng ngày thì thành lập được đi chợ và thấy rất là hiệu quả. Và mỗi ngày là 2 ngày đi chợ một lần gửi vào trong đó cho hỗ trợ thêm cho những gia đình đang cách ly trong đây. Vì thực tế là có những hộ gia đình là cách ly nguyên gia đình tại trong khu cách ly thì không có người ở ngoài giúp đỡ để gửi thêm đồ hàng ngày. Thì đội đi chợ này là một phần để góp phần thành công cho khu cách ly. Cũng chính vì thấu hiểu đồng cảm mà có sự sẻ chia đầy nhân văn thông qua mô hình đi chợ giúp bạn. Từ việc làm này mới thấu hiểu được hết tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ trên mọi tuyến đầu chống dịch. Màu áo xanh ấy không chỉ xung kích phục vụ ở các chốt kiểm dịch trên đường phố, các chợ dân sinh, các khu cách ly, các bệnh viện, mà tinh thần tình nguyện vì cộng đồng ấy còn thể hiện qua những việc làm rất nhỏ nhưng thấm đẫm tình người. Thưa quý vị và các bạn, sau đây là thông báo về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2021 của Thường trực Tỉnh ủy. Theo lịch tiếp công dân, Thường trực Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ vào ngày 5 tháng 9 năm 2021. Để tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2021. Việc tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo vẫn được thực hiện theo quy định của pháp luật. Nay Thường trực Tỉnh ủy thông báo để công dân được biết. Những nội dung chính phần tin trong nước. Dịch bệnh đã khiến cho cuộc sống bị đảo lộn, nhiều thứ phải thay đổi, nhưng sẽ có những điều không bao giờ thay đổi. Đó là ý nghĩa thiêng liêng của ngày Tết độc lập và tinh thần đoàn kết dân tộc. Chúng ta đang sống trong những ngày mùa thu lịch sử, những ký ức thiêng liêng về cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9 như lại ùa về trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Nhưng đây cũng là thời điểm mà cả nước đang phải gồng mình chống lại kẻ thù vô hình, virus SARS-CoV-2. Do đang phải thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19, nên dịp lễ quốc khánh năm nay, nhiều hoạt động kỷ niệm không thể diễn ra. Nhiều người cũng không thể trở về sum họp bên gia đình. Dịch bệnh đã khiến cho cuộc sống bị đảo lộn, nhiều thứ phải thay đổi. Nhưng sẽ có những điều không bao giờ thay đổi. Đó là ý nghĩa thiêng liêng của ngày Tết độc lập và tinh thần đoàn kết dân tộc. Chào cô! Chào! Đều đặn hàng ngày vào đúng 6 giờ sáng, tại quảng trường Ba Đình lịch sử lại diễn ra nghi lễ thượng cờ thiêng liêng. Nhưng nghi lễ ngày hôm nay dường như đặc biệt hơn khi diễn ra đúng vào dịp lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tuy nhiên, năm nay không có sự tham gia của nhân dân vì nhiều tỉnh thành phố đang phải thực hiện giãn cách. Trong những ngày này khi đồng bào cả nước chưa thể đến tiếp bác được, thì với mỗi cán bộ chiến sĩ chúng tôi
luôn tự nhắc nhở bản thân mình phải hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ chính trị được giao, và qua đó để thể hiện cái tấm lòng thành kính của không chỉ riêng đơn vị chúng tôi mà của đồng bào và nhân dân cả nước gửi đến Bác. Vì dịch bệnh không thể vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, những người dân sinh sống tại mảnh đất Ba Đình lịch sử đã chọn cách tri ân Bác bằng những việc làm ý nghĩa và thiết thực. Ngày Tết Độc Lập, họ vẫn thực hiện nghiêm việc giãn cách, quy định 5K, cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và đóng góp cho công tác phòng chống dịch. Cũng như là một lời tri ân gửi đến Bác trong cái dịp quốc khánh này đối với đất nước của mình. Đó là cái việc là người chúng ta làm được bất cứ việc gì, dù nhỏ thì chúng ta cũng cố gắng làm để mà chung tay để phòng chống dịch. Cứ năm nào thì chúng tôi cũng đi vào dâng hương để lễ Bác. Thế nhưng mà năm nay thì vì Covid cũng không đi được. Nghe lời kêu gọi của chính phủ và nhà nước thì tôi tình nguyện ra làm cái công việc này. Dù đang phải căng mình chống lại dịch bệnh, nhưng người dân thủ đô và cả nước sẽ không bao giờ lãng quên ý nghĩa của ngày Tết Độc Lập và càng thêm vững tin một ngày không xa, cả nước sẽ đẩy lùi được dịch bệnh. Trong lịch sử chúng ta đã chiến thắng rất nhiều kẻ thù hùng mạnh, nhưng mà đối với kẻ thù vô hình thì chỉ bằng những cái biện pháp thật hữu hiệu như là thực hiện tốt cái 5K và ý thức của người dân sẽ đảm bảo là chúng ta sẽ tiếp tục chiến thắng đại dịch. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.